Trở lại video Quang Trung, xin chào cô chú anh chị, chúc cô chú anh chị một ngày bình an trong cuộc sống. Nay Trung đi chở hàng, giờ đang đi trên đường Điện Phủ cả nhà. Thì mình đi trên đường thì mình có gì cảnh đẹp thì mình quay cho cô chú anh chị xem. Thì cô chú anh chị mà có yêu mến video của Trung thì cho Trung xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Thì mình đang đi trên đường Điện Phủ ngay cầu Sài Gòn đây cả nhà. Thì mình đây là đây cầu vượt cái cầu cầu tàu điện cả nhà, ngay VinMart 81 tầng á. Thì đây mình sắp lên cầu Sài Gòn này, thì mình đi qua quận 2 cả nhà. Thì qua quận 2 thì chỗ nào có cảnh đẹp thì mình sẽ review cho cô chú anh chị xem. Thì đang lên dốc cầu Sài Gòn nha cả nhà. Thì bên bên trái là nhà ga của tàu điện cả nhà. Đây đây nhà ga của tàu điện này cả nhà. Ga tàu điện của cầu Sài Gòn thì vừa qua cầu Sài Gòn là có thêm một cái nhà ga nữa. Nhà ga bên đó là của quận 2 nha cả nhà. Đây bên trái là cái đường đường tàu điện cả nhà. Đây là mình đang ở trên dốc cầu Sài Gòn nha. Thì mình đi qua cầu Sài Gòn. Và mình sẽ review cho vô Vincom, mình review cho cô chú anh chị xem. Trong Vincom buôn bán như thế nào. Giờ mình đang xuống sắp dốc cầu nha cả nhà. Thì mình xuống dốc cầu, mình vẹo phải vào là đường Tần Não, mình chạy dưới gầm cầu là qua Thảo Điền nha cả nhà. Giờ mình đang xuống dốc cầu cả nhà. Đây là mình vẹo phải vào đường Tần Não nè cả nhà. Nó vừa qua cầu Sài Gòn là mình vẹo phải nha. Vẹo vô đường Tần Não nha cả nhà. Đây là mình chạy dưới gầm cầu Sài Gòn cả nhà. Xong đường xá bên quận 2 thì cũng rộng mà xe cũng vắng nha cả nhà. Chứ như không phải như ở trong thành phố, trung tâm thành phố Sài Gòn thì xe đông nha cả nhà. Thì đây này, mình sẽ vẹo qua bên đây là vẹo phải cả nhà. Đây là dưới gầm cầu Sài Gòn. Giờ mình vẽ phải đây qua là Thảo Điền cả nhà. Thì mình sẽ đi vô Thảo Điền, mình vô chỗ Vincom, mình quay cho cô chú anh chị xem người ta buôn bán ở trong Vincom như thế nào.
có đẹp không nha cả nhà. Đây à, ngã tư Nguyễn Văn Hưởng à, đây thêm một cái nhà ga. Thì khi mà tàu điện thì tới đây thì đụng cái nhà ga đây thì dừng lại thì khách sẽ xuống bên chỗ trung tâm bên Thảo Điền này cả nhà. Đó nhà ga đang làm mà. Nhà ga đang làm thì chưa xong đâu nha cả nhà. Mình đi đi xe thì mình có gì thì mình quay cho cô chú anh chị xem nha. Thì mình chạy cái đường dưới gầm cầu tàu điện đó cả nhà, thì đang bên hông của cầu cả nhà. Đây ngã tư đây là đường Thảo Điền đó cả nhà. Đó đường đó là đường Thảo Điền đó nha. Trước mặt mình là Vincom nha cả nhà. Mình sẽ vào Vincom thì mình sẽ quay cảnh ta buôn bán cho cả nhà xem. Thì ở đây là mặt sau của Vincom cả nhà. Thì mình đi mình review toàn cảnh Vincom quận 2 á cả nhà. Đây mặt sau nè. Thì chỗ đây là chuyên giao nhận hàng trong Vincom á cả nhà. Đây, xe tải này đang đang giao nhận á. Đó, tầm đây là về đây là chỗ giao nhận hàng nha cả nhà. Đây mình sẽ vòng ra lại chỗ Vincom mặt trước nha cả nhà. Này đây mình đi vòng ra lại.
Ở đây mặt trước mình ra mặt trước để view cho cô chú anh chị xem. Đây, trước mặt mình là Vincom mặt trước á cả nhà. Đây, mặt trước trong Vincom thì chụp mình sẽ đi vô đó, mình sẽ quay cho cô chú anh chị xem nha. Thì đây là cái nhà đó, thì mình sẽ quay toàn cảnh dưới gầm cầu tàu điện và ngay chỗ Vincom này cho cả nhà xem. Đây nè, Vincom Mega gì đây cả nhà đó. Hướng bên xa lộ Hà Nội nữa. Xe người ta chạy về Sài Gòn nó trung tâm Sài Gòn nữa nhé nha. Đường nó nhỏ mà xe để quá trời luôn đó nhờ, hai bên đường đậu chật hẹp à, không có đường đi. Hướng đây là người ta đi về thành phố, xe chạy quá trời luôn cả nhà. Đây, xe mình đậu đây cả nhà, chờ sắp mình đi nhận hàng, nhận đồ về cả nhà. Mình đây mình vô trong Vincom này, mình sẽ quay cho chú anh chị xem này. Đó, người ta buôn bán trong Vincom á. Cơm mà đẹp lên cả nhà. Đó, ta buôn bán đồ quá trời, thắp đèn đồ đẹp lắm. Đây là ở trên lầu, lầu 3, lầu 4 rồi cả nhà. Thì mình đi có gì đẹp hay mình sẽ quay cho cô chú chị xem nha. Quá trời. Đây là Vincom quận 2 nha cả nhà, đèn nó đẹp anh đúng tháo điện á anh.
này chỗ bán quần áo, thì mình sẽ review trong bữa cơm xong thì thôi mình cũng đi về nha cả nhà. Thì mình đang chạy về nè cả nhà. Thì mình đang chạy về thì đang đi trên cầu Sài Gòn nhé. Xe cổ quá trời. Mình đi không là xe máy. Thì kia là Lambat 81 tầng á cả nhà. Thì trước mặt mình đó. Còn bên phải đây là cái cầu của tàu điện nha. Thì qua xuống dòng cầu là có cái nhà ga. Giờ mình đang đi về lại nữa. Nhận hàng xong là mình đi về nè cái nhà. Thì đó cái nhà ga ngay chỗ bên đây là của thằng Bình Thạnh nha cả nhà, ngay chỗ U Văn Khiêm luôn đó cả nhà. Đây là nhà ga tàu điện cả nhà, bên phải mình. Thì nhà ga đây là hướng thẳng là về của hầm chợ Bến Thành nha. Đó, đây là tàu đó, là tàu đó là về chợ Bến Thành luôn nha cả nhà. Thì thôi tới đây video cũng khá dài rồi cả nhà. Cả nhà có yêu mến video của Trung thì cho Trung xin một like và một đăng ký kênh nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà nha cả nhà. Tạm biệt cả nhà.